Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, editor Đạt và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Để có trải nghiệm video tốt nhất, hãy xem lại phần 1 đã lên sóng tại The Reviewer. Sau lần chạm mặt lần đầu với gia đình của mình, Hiaki Maru vẫn không ngừng ám ảnh những lời nói của mẫu thân cùng sắc xanh của bức tượng. Suốt thời gian đó anh đã không ngừng săn quỷ mà không thèm nghỉ ngơi. Thân là em trai nên Dororo lo phết nên đã hỏi thăm được một chỗ tắm suối nước nóng, tính rủ Hiaki Maru đến đó làm tí cho khuây khỏa, nhưng anh chê. Với Hiaki Maru tầm này thì chỉ có diệt quỷ mới là bao phê, không từ bỏ ý định. Dororo nói ở đó có một con quỷ đang ngự trị mới khiến cho Hiaki Maru phải chú ý. Sau khi tìm được một ngôi nhà tá túc qua đêm, Dororo xin chân đi thu thập củi để Hiaki Maru có thời gian ngơi nghỉ. Cấm anh đừng đi lung tung kẻo trẻ con bắt nạt cho thì lại khổ. Trong lúc đang lượm nhắt, cậu phát hiện ra có một thác nước tuyệt đẹp. Khi vào bên trong, Dororo phát hiện ra một bức tượng khổng lồ không mặt. Đột ngột có một người phụ nữ xuất hiện khiến cu cậu hú hồn. Dung mạo của người phụ nữ này y hệt mẹ Dororo, khiến cho cậu cứ ngỡ là mẹ hiện hồn về báo cho số đề để cho chắc là mình không bị ngáo. Cậu đã đưa người phụ nữ đó về cho Hiaki Maru check linh hồn. Hiaki Maru đã xem và nhận xét, bà ta không phải quỷ. Người phụ nữ này tên là Okaka, nơi mà hai huynh đệ Hiaki Maru đang ở chính là nhà của bà ấy. Trong lúc Okaka nấu ăn, Dororo đã hỏi bà ta về bức tượng không mặt. Okaka đã kể cho họ nghe về một người nghệ nhân điêu khắc chuyên làm những bức tượng mặt Đức Phật hiền từ, nhưng trend đã dần thay đổi, dân chúng lại ưa những bức tượng phù đồ mặt căng cực cơ. Và thế là người nghệ nhân hết job. Trong lúc rong ruổi, ông ta đã tìm ra thác nước này và bức tượng bên trong đó là tác phẩm để ông ta trả thù đời. Bức tượng đã lột đinh đến 95%, chỉ còn thiếu mỗi gương mặt nữa là hoàn thành. Dù đã rất cố gắng nhưng ông ta chẳng thể nào khắc lên một gương mặt căng cực perfect cả, để rồi ra đi trong sự tuyệt vọng. Chuyện nghe cuốn phết nhưng mà cơm còn cuốn hơn. Cuốn đến độ mà cả Hiaki Maru lẫn Dororo đều lần lượt lịm đi. Chính Okaka đã bỏ thuốc vào thức ăn. Lúc này bà ta mới kể phần quan trọng nhất của câu chuyện. Sau khi ông ta hẹo, một linh hồn căm thù đã bắt đầu sống trong bức tượng để có được khuôn mặt cho mình. Nó đã hồi sinh cho người nghệ nhân để bắt người về lấy dung nhan. Và người nghệ nhân đó chính là Okaka. Đối tượng lần này chính là Hiaki Maru. Sau khi tỉnh cơn mê, Dororo cố gượng lên đường tìm anh trai. Đến khi tìm thấy rồi thì cũng chả làm được gì vì cơ thể vẫn còn ngấm thuốc. Trong lúc cố kéo Dororo ra khỏi Hiaki Maru, Okaka đã khiến cho anh chàng kiếm sĩ hồi tỉnh. Quả này thì chết với cậu. Ngay khi phát hiện ra bức tượng có màu quỷ, Hiaki Maru lao tới tiếp cận tiêu diệt. Bức tượng bật mốt phòng thủ đẩy cậu rơi xuống, rồi vung kiếm khiến Hiaki Maru rơi xuống thác nước. Dưới đáy thác là vô số thi thể không mặt. Ngay khi Hiaki Maru vừa mới ngoi lên, bức tượng quỷ đã gia tăng thêm đòn công kích. Mỗi tội là nó đã tính sai, Hiaki Maru đã lợi dụng để đi lên. Để rồi đồ ông phá tay ông. Thấy hết hốp ăn được chàng kiếm sĩ, Okaka chơi bài Henshin thành mẹ Hiaki Maru. Nhưng đen cái là anh chưa từng thấy mặt mẹ, nên phép này bị hỏng, không từ bỏ. Okaka trói Hiaki Maru lại rồi đưa đến chỗ để bức tượng lấy mặt. Giữa lúc đó Dororo lại dùng phép thông não. Tượng thì cần mặt mũi là ok thôi, bất gì mà làm lố quá làm chi. Okaka nghĩ lại những chuyện xưa cũ rồi dần thức tỉnh. Trong lúc cơn hối hận dâng trào, bà ta đã bị bức tượng quỷ chém trúng. Hiaki Maru thoát ra liền lao đến, xiên thẳng vào mặt bức tượng. Và chính nó cũng tự bồi thêm một cú để chính thức cho mình được tiêu diệt. Trước lúc ra đi lần hai, người nghệ nhân xin được sờ khuôn mặt Dororo. Bà ta phải thừa nhận rằng mặt cậu bé hiền hậu như Đức Phật vậy. Tuy không phải mẹ mình, nhưng khi chứng kiến khuôn mặt ấy biến mất, trong lòng Dororo chợt dâng trào cảm xúc đau xót. Sau những chuyện vừa xảy ra, Hiaki Maru đã thấu hiểu hơn về Dororo. Hai anh em tiến đến suối nước nóng để thư giãn. Ở đây họ gặp lại lão sư mù Biwamaru cũng đang nghỉ dưỡng. Đồng thời một bí mật to lớn ẩn trên cơ thể của Dororo cũng được phát hiện. Sinh thời Hibukuno, cha của Dororo đã cướp được rất nhiều vàng bạc. Ông muốn giúp sức cho công cuộc đứng dậy đấu tranh, nhưng hiện tại của ông là bất lực. Nên Hibukuno đã yêu cầu vợ dạy cho Dororo hiểu mong muốn đó. Sau đó ông tính chỉ cho vợ đường đến kho báu, nhưng bà đã ngăn lại vì sợ rằng mình sẽ tiết lộ. Thay vào đó, bà đề xuất chia bản đồ ra làm đôi. Một cái xăm trên lưng bà, phần còn lại lên Dororo. Trước khi mất, bà đã cho Dororo xem bức họa và bắt nó phải nhớ. Tuy nhiên với một đứa trẻ nhỏ như vậy thì nhớ được sáng ăn gì đã là khó rồi, huống chi là một bức họa ngoan ngoèo. Sau khi nghe xong câu chuyện đó, lão sư cho rằng Dororo và Hiaki Maru đã có thêm lựa chọn cho tương lai. Có thể việc diệt quỷ không đem lại thay đổi, nhưng với thứ mà cậu bé đang mang trên lưng thì cả lòng người lẫn thế giới đều sẽ xoay vần vì nó. Cái này là fact đã được chứng minh. Qua lời nói của mình, lão sư như đang mở ra một con đường khác cho hai huynh đệ. Họ có thể sống sung túc nhờ số vàng đó. Còn Hiaki Maru nếu tiếp tục cuộc hành trình của mình, cậu sẽ là kẻ hủy diệt vùng đất mà nhà Daigo cai trị. Tất cả là sự lựa chọn của họ. Nói xong rồi, Biwamaru rời đi. Những lời nói của lão sư khiến cho Dororo suy nghĩ. Hiaki Maru thì là con đường diệt quỷ, còn cậu thì vẫn phân vân với kho báu mà bố mẹ đã đặt cả tính mạng để lại. Khi hai anh em đi vào khu rừng, họ bắt gặp hai cô hồn bóng quế, nhưng chúng lại không có màu đỏ của quỷ. Vong linh nữ chợt biến mất, để lại một con quái vật bé bự. Chẳng biết tại sao con này cứ mê Dororo, liên mồm gọi cậu là mama. Sau một thời gian di chuyển, họ đến một ngôi đền đã cháy rụi.
chợt con vong nữ lại xuất hiện, chỉ cho Hiyakimaru cái gì đó loang lổ trên đấy. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện đó là dầu hỏa. Có vẻ như ngôi đền này đã bị ai đó cố ý đốt đi. Chợt con quái bé bự biến mất. Ngay khi một kẻ xưng tên Sabame đến đặt hoa, ông ta cũng là vị lãnh chúa của vùng đất này. Vì muốn nghe kể về chuyến hành trình của hai anh em, nên Sabame đã mời họ về tư dinh khoản đãi một bữa căng rốn. Khi Dororo hỏi về ngôi đền, tuy có chút giật mình nhưng lãnh chúa vẫn nhiệt tình chia sẻ. Trước đây ở đó là nơi ở của một trại trẻ mồ côi. Nữ tù ở đó là một kẻ bạo ngược, luôn bắt đám trẻ phải nai lưng ra mà làm. Hành động đó khiến trời khó dung, mà giáng một tia sét xuống làm nơi đó cháy rụi, không một ai sống sót. Sau đó vong linh của nữ tu đó hóa quỷ và đi mâm thịt người đi qua. Với những gì đã xem xét tại hiện trường, Dororo thấy lời Sabame nói cứ bị điêu điêu, nhưng cũng rén về việc vong linh của nữ tu đó, nên nằm gần Hiyakimaru cho chắc. Quả nhiên đêm đó có quỷ đến thật, nhưng không phải vong nữ tu, mà là một con sâu quỷ to tổ bố. Dororo cố lay Hiyakimaru nhưng mà chả thấy động tĩnh gì. Chỉ cho đến khi con quỷ lao đến, anh mới bật mốt combat mà xin nhẹ hai cẳng của nó. Thấy đối căng, con quỷ chỉ phun tơ khống chế rồi chim cút. Nhưng đối này đéo phải căng mà là căng vãi bíp. Hiyakimaru thoát ra mà xin nó một đường, cứ tưởng là đã end game. Ai ngờ sức sống của con này ngang dán, nó hú lên gọi một con quỷ bướm to hơn xuất hiện. Con quỷ bướm vỗ cánh tạo bụi khiến cho Hiyakimaru không thể tiếp cận, rồi tận dụng đưa quỷ sâu xôi xéo. Sau đó con quỷ bay đến chỗ Sabame rồi biến thành một thiếu phụ. À ta chính là vợ của vị lãnh chúa. Mục đích của ông ta khoản đãi hai anh em là để làm thực phẩm cho đám con với yêu quái. Ngày hôm sau, Dororo và Hiyakimaru tiếp tục cư xử như không có chuyện gì xảy ra trước mặt Sabame. Nhưng đằng sau thì lại chia ra hành động. Dororo đảm nhiệm công tác đi thám thính tình hình trong làng. Người dân ở đây sống rất hài hòa, quan tâm lẫn nhau. Thậm chí với một người lạ như Dororo, họ vẫn niềm nở. Nhưng thái độ đó đã tắt ngay khi cu cậu nhắc đến sự vụ ở ngôi đền. Không chỉ làng tránh, đôi mắt dành cho Dororo cũng khác hẳn. Sau đó Dororo vào rừng xem xét thì tìm ra một kho chứa lương của dân làng. Ở đây cậu đã phát hiện ra một tầng gầm kỳ lạ, nhưng chưa kịp về báo tin thì cậu đã bị dân làng đạp xuống dưới. Nơi đây chính là hầm nuôi dưỡng đám sâu quỷ. Giữa lúc chuẩn bị vào dạ dày của đám quỷ con quái bé bự xuất hiện bảo vệ cho Dororo. Nó thực chất là những vong linh trẻ em hội tụ tạo thành. Chúng đã cho Dororo nhìn thấy chân tướng sự việc tại ngôi đền. Đó thực chất là một cô nhi tràn đầy tình yêu thương, cho đến khi Sabame đến và giết hại nữ tu. Những đứa trẻ mồ côi bị hiến tế cho quỷ dữ. Ở một diễn biến khác, Hiyakimaru đã theo dõi Sabame đến một bãi đất. Đây là nơi tên lãnh chúa thích thú nhất, bởi từ đây có thể nhìn toàn cảnh ngôi làng. Bên cạnh đó, hắn cũng kể lại mọi chuyện về vùng đất của mình. Ngôi làng này từng là địa ngục, cả samurai lẫn đám thổ phỉ đều coi đây là mảnh đất màu mỡ để đến cướp giết. Đã thế, lũ thú hoang cùng nạn côn trùng cũng không ngừng tàn phá. Người dân do đói khát đã trà đạp lẫn nhau. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Sabame gặp vợ của hắn, từ đó giúp ngôi làng dần thịnh vượng. Nếu Hiyakimaru giết đám yêu quái thì ngôi làng sẽ trở lại như trước. Sabame thà hy sinh tất cả chứ nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Hiyakimaru méo quan tâm điều hắn nói, anh chỉ muốn diệt quỷ và lấy lại những gì của mình. Trong lúc những diễn biến đó xảy ra, đám quỷ bướm đã thức tỉnh mà tấn công qua chỗ của Hiyakimaru. Để trả giá cho hành động ngu ngốc này, từng con đã phải nhận vé về miền cực nhọc dưới lưỡi kiếm của Hiyakimaru. Nhưng chúng cũng không nằm im chịu chết, một con quỷ đã bắt lấy anh mà xiên. Tuy nhiên chính nó vẫn còn non và xanh lắm. Hiyakimaru quẫy kiếm là bắt nó phải thả ngay. Hậu quả là anh chàng rơi xuống và lịm đi. Chỉ đến khi Dororo tìm ra đánh thức thì Hiyakimaru mới hồi tỉnh. Trước đó cô cậu đã đổ tất cả đám dầu hỏa đi để tránh những vụ như ở ngôi đền. Hậu quả là cả kho lương được hóa vàng, nhìn tài sản tích góp bị lửa nhấn chìm. Sabame cùng dân chúng lấy làm hoang mang lắm. Không chỉ thế, ngôi làng trước đó còn bị đám bướm quỷ tấn công, dẫn đến rụi cả làng. Đêm hôm đó, sau khi phát hiện tung tích của con bướm mẹ, Hiyakimaru đã đến tận nơi để xử nó. Tuy đã rất cố gắng để đẩy Hiyakimaru vào thế khó, nhưng để giết được anh thì nó bất lực. Kết quả là bị thiêu dưới ngọn lửa. Hiyakimaru sau khi ngoi lên bờ đã lấy lại được khung xương của mình. Trở lại ngôi làng lúc này đã tiêu điều. Dân làng nơi đây đã trả hết oán nghiệp do mình gây ra. Nhưng Dororo vẫn cảm thấy lương chi cắn rứt, còn Hiyakimaru thì méo ke. Thái độ lạnh lùng của Hiyakimaru khiến Dororo cảm thấy thất vọng. Cậu bé đã tự tìm lối đi riêng, rời xa người anh xã hội của mình. Vì mải suy nghĩ về những chuyện đã qua, mãi Hiyakimaru mới nhận ra sự biến mất của tiểu đệ. Đến khi quay trở lại thì chẳng thấy đâu nữa. Trước đó trong lúc di chuyển, Dororo đã bị Itachi, kẻ đã phản bội bố cậu, bắt gặp. Hắn đã biết được sự tồn tại của kho báu từ trước, nên muốn tìm cậu để lấy nửa còn lại của bản đồ. Mặc cho Dororo đã trần lưng cho chúng xem, nhưng Itachi vẫn ngoan cố mà bắt cậu đi cho bằng được. Sau vài ngày băng rừng vượt núi, trong lúc nghỉ chân, Itachi đã tiết lộ lý do hắn có nửa tấm bản đồ kho báu. Sau khi bị lãnh chúa phản bội, không tiếp tế quân chống địch, hắn đã bỏ nghề làm samurai để trở lại làm đạo tặc. Itachi vẫn luôn đau đáu về kho báu của băng Hibukuno, nên đã trở lại tìm hai mẹ con nhà Dororo. Thứ hắn tìm ra chỉ là phần huyệt của mẹ Dororo, nên đã quật mộ lên xem và thu được tấm bản đồ này. Dororo thấy thế mà căm tức lắm, tính ăn thua ngay với lão nhưng bất lực. Ngày hôm sau, toán cướp tiếp tục hành trình. Chúng đã đến được trước đảo kho báu,
nhưng không có phương tiện vượt biển. Đã thế, làng chài gần đó đã bị phá hủy, phương tiện cũng bị tàn phá không thể dùng. Trong lúc loay hoay chẳng biết phải làm sao thì một khứa cụt tay tên Shiranui xuất hiện, đề xuất giúp cả bọn sang bên đó. Thấy nghi nghi, Dororo đã cố ngăn Itachi lại, nhưng hắn kệ, dầm ba cái thằng rành. Sau khi tất cả đã lên thuyền, Shiranui gọi hai con pet cá mập của mình ra kéo, tạm gọi là 1 và 2. Thấy cá mập kéo thuyền khiến cả bọn rén ngang. Thế có chắc là chúng tiêm phòng chưa đấy? Quý khách cứ yên tâm, hai cháu ở nhà ngoan lắm. Thấy Dororo ngó cái tay cụt của mình, Shiranui mới kể rằng hắn đã cống cái tay cho hai con pet. Kể từ ngày được nếm món cánh người này, chúng đâm mê, không ăn không được. Shiranui đã cho chúng ăn xác người, nhưng bọn này chê. Thế là hắn dẫn dụ cho chúng chén sạch ngôi làng. Với Shiranui, 1 và 2 là gia đình của hắn, nên hắn thương lắm. Thế nên đám người Itachi sẽ là bữa ăn của chúng. Itachi tính dọa buộc Shiranui đưa vào bờ, nhưng tầm này chúng đã nằm trên thớt, chạy đâu cho thoát. Nói xong hắn ra lệnh cho hai con pet tấn công chiếc thuyền. Hai đứa cũng nghe lời, xơi sạch xanh xanh đám người bên ấy. Thậm chí còn có hiếu mang cho Shiranui nguyên một tay. Itachi định tấn công thì bị con hai chặn lại. Shiranui bảo con một ở lại canh cho bữa tối, còn mình cùng hai trở về đất liền. Trước tình thế hiểm nghèo này, đám người Itachi dần mất hết ý chí sống. Dororo thấy thế mà ngứa mắt, nên xả cho đám người đó một trận ra tấm ra món. Phong thái này khiến Itachi nhớ tới Hibukuno, nên đã đứng lên yêu cầu tất cả kéo cao tinh thần lên mà sống sót. Còn nước còn tát thế nào thì nhờ Dororo nghĩ hộ. Khứa này cũng được cái sáng dạ, sáng trong tâm trí mà dạ trong gan dạ, tình nguyện lấy thân mình ra làm mồi nhử để dụ con cá mập ngoi lên. Nhân lúc đó đám thuộc hạ của Itachi hãy ra tay diệt nó. Kế hoạch thành công, con cá mập đã thành con cá hẹo. Khi Shiranu trở lại thì phát hiện có vệt máu dài kéo đến tận đảo, ngờ là có biến nên là đuổi theo. Hậu quả là rơi vào bẫy của đám Itachi. Trên biển thì mày là bố, còn trên đất liền thì thằng danh con bị đập cho tan nát. Itachi tính một kiếm trả thù cho anh em thuyền bên, nhưng Dororo đã ngăn lại. Nể đã ra tay cứu chúng một mạng, Itachi duyệt, vứt nhõ vào một xó mặc cho tự sinh tự diệt. Ok, nợ nần đã xong. Giờ là lúc Dororo giao ra nửa bản đồ, nhưng cu cậu thì biết gì đâu mà giao với chả nhận. Hư như này là phải phạt rồi. Itachi cho lột sạch đồ của Dororo đã kiểm tra thì phát hiện hóa ra nhóc này là nữ, được bố mẹ nuôi dạy như một bé trai. Đúng lúc đó, bản đồ trên lưng Dororo dần hiện ra. Hóa ra khi gặp một lượng nhiệt nhất định thì bản đồ mới xuất hiện. Sau khi có được thứ mình muốn, Itachi cho bắt trói Dororo lại, rồi tờ mờ sáng bắt đầu đi lấy kho báu. Trong khi đó Shiranu đã tỉnh lại, để trả thù cho một nên bảo hai ăn huynh đệ của mình. Con cá dần biến đổi rồi trở thành một quỷ thần, sẵn sàng lên bờ nhắm đám Itachi. Ở một diễn biến khác, Yokai vẫn đang trong hành trình của mình. Nhiều người khi thấy ông đều cho rằng lão này thừa hơi, giúp người sống không giúp, đi giúp xác chết. Yokai vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Đột nhiên một con yêu quái xuất hiện, xâu xé tất cả những kẻ xuất hiện ở đó, nhưng trừ Yokai ra. Chính ông cũng chẳng hiểu lý do tại sao, chẳng có nhẽ mình dơ bẩn đến độ con quỷ cũng chẳng thèm sơi. Đúng lúc đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện, Hiyakimaru đã xuất hiện tiêu diệt con quái. Sau bao chuyện xảy ra, ông đã gặp lại đứa con của mình. Yokai tiến lại gần áp trán với Hiyakimaru một cách đầy tình cảm. Hiyakimaru cũng cảm nhận được linh hồn của cha, anh cũng mừng ra mặt. Trong hang, Hiyakimaru đã cho cha biết những điều đã xảy ra, còn Yokai thì có một cảm giác không được ổn cho lắm khi thấy đứa con mình xuống tay man dợ như vậy, đặc biệt là khi nghe Hiyakimaru kể về chuyện gặp lại gia đình đẻ. Yokai kiên quyết từ chối, bỏ qua việc tai ương sẽ đến với vùng đất kia. Nếu có được chiếc chân mới, Hiyakimaru sẽ lại đi tiêu diệt quỷ thần. Khi đó tuy có lại được cơ thể, nhưng anh sẽ mất dần cái nhân ở bên trong. Yokai là người hiểu rõ nhất sự tha hóa đó, nên ông không muốn con mình lạc lối tương tự. Thế nên Yokai đã xử luôn cái chân đó. Đột ngột miệng hang bị lấp kín do đá lở, hoàn cảnh ngăn cản, bố mình ngăn cản, nhưng Hiyakimaru vẫn cố chấp theo đuổi cơ thể của mình. Lý do đơn giản là vì nó là của anh, không có kẻ nào có quyền chiếm đoạt cả. Yokai không phủ nhận điều đó, nhưng ở bối cảnh bây giờ, Hiyakimaru không chỉ phải diệt quỷ, anh còn phải đối đầu với gia đình đẻ và cả dân chúng ở vùng đất họ cai trị nữa. Chắc chắn họ sẽ không để anh dễ dàng được ý nguyện. Khi ấy máu sẽ đổ, Hiyakimaru sẽ nhuốm mình trong sắc đỏ ấy và một màu đen của sự cô độc. Không, Hiyakimaru có người kề bên, chỉ là người đó hiện tại không có thôi. Ngay khi thoát ra ngoài, Hiyakimaru phát hiện ra đám quái vật đang được cái cây sinh ra liên tục. Sau khi giải quyết chúng, anh đã đâm thẳng vào lõi quỷ của quỷ cây, để vĩnh viễn lũ quái vật sẽ không bao giờ được sinh ra nữa. Giờ phút chia tay đã đến, Hiyakimaru gọi Yokai là mẹ. Tuy sai về nghĩa nhưng đã tỏ hết tình cảm của anh dành cho người đàn ông ấy. Giờ đây Hiyakimaru phải lên đường tìm đến người duy nhất sẽ giữ được cái nhân trong anh. Trong khi đó tại vị trí gia đình Daigo, Kagemitsu vẫn không ngừng cho người theo dõi hành tung của Hiyakimaru. Khi đã biết điểm đến tiếp theo của đứa con trai cả, ông ta đã phái con trai thứ đi trừ khử. Sau cuộc chiến với Hiyakimaru, Tahomaru đã trở thành thế chột, tâm tính của cu cậu cũng đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cậu vẫn vì dân chúng hành hiệp trượng nghĩa nhưng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ngay cả khi biết tin mẫu thân đã hồi tỉnh, Tahomaru vẫn chẳng ngó ngàng gì tới. Toàn tâm toàn ý lúc này của cậu là phải tiêu diệt cho bằng được Hiyakimaru, cứu nguy cho dân chúng trong lãnh thổ gia tộc mình cai quản. Trở lại với tình hình của Dororo lúc này, cô bé hiện đang lâm nguy khi bị cá mập quỷ tấn công. Tưởng quả này làm ma rồi thì Hiyakimaru đã đến kịp thời ứng cứu.
Con quái này vừa to vừa khỏe, đớp một cái là mất mạng ngay. Tuy bị cắn mất chân giả, nhưng Hiyakimaru không chậm như mạng Việt Nam, thậm chí còn xin một bên mắt của con quái, rồi tung một đường kiếm xẻ dọc chiều dài con cá, kết thúc cuộc đời của nó. Sau đó Hiyakimaru đã áp chán với Dororo đầy tình cảm. Cô bé thích lắm nhưng vẫn dỗi vì đại huynh đã đến muộn, mém nữa là thành mồi cho cá. Chiến lợi phẩm sau màn diệt quỷ lần này là chiếc chân còn lại trở về, không thể nấn ná ở đây thêm. Dororo đưa Hiyakimaru khẩn trương đuổi theo Itachi. Trong lúc đó Itachi vẫn đang gặp khó trong hành trình đến tiền tài bởi những cái bẫy bom của Hibukuro. Ông ta phải nhanh lên, không chỉ vì Hiyakimaru và Dororo đang rượt theo mà còn bởi quân triều đình đang lại gần. Sau khi cập bến, Tahomaru lệnh cho lính tìm được ai giết cái đó. Trong lúc chạy khỏi sự truy sát của quân Daigo, Dororo và Hiyakimaru va ngay phải lũ Itachi. Hắn vẫn thao thao bất tuyệt về kho báu vì không muốn để lũ samurai chiếm mất. Dororo cắt ngang lời ông ta, cho rằng tầm này kho báu đéo quan trọng, important là cái mạng của mình kìa. Giữa lúc căng thẳng, Hiyakimaru gợi cho cả bọn một ý kiến hay, lợi dụng đám thuốc nổ để thu hút sự chú ý của phe địch để di chuyển thoát khỏi vòng pressing của chúng. Nhưng kế này chả ích được lâu. Hai thân tín của Tahomaru đã phát hiện ra họ, hơn nữa đứa em trai cũng chặn đầu. Một kèo đấu căng thẳng diễn ra, mình Hiyakimaru phải đối phó với Tahomaru và khớ cốt đột, trong khi ả cung thủ thì dí tên support. Mỗi đòn tấn công của chúng đều phủ một lớp sát khí, sát luôn cả vũ khí của Hiyakimaru. Trong khi đó đám Itachi và Dororo đang bị dí đến chỗ tượng đá. Itachi thì như cái nam châm hút tên, Dororo thì nhỏ người nên kịp né sau những tượng đá. Trong cái rủi có cái may, cô bé vô tình tác động làm mấy tượng đá đổ như domino, hạ cánh thẳng vào đám lính bên dưới. Tuy loading cái chết đến 99% rồi, nhưng Itachi vẫn ham được ngó tận mắt kho báu. Dororo thì cũng ok, đưa hắn vào tận hang để nhìn. Thỏa ước nguyện nên Itachi cũng ra đi thanh thản, trở lại với cuộc giao tranh của Hiyakimaru. Thế trận vẫn căng thẳng lắm, địch liên thay phiên vào 3 ra 7, công liên tục khiến mên khốn đốn. Nhưng với sức mạnh của mình, Hiyakimaru vẫn không cho thằng em trai cùng tùy tùng của mình quá lấn lướt. Đang ban căng thì trận chiến bị cắt ngang bởi Kushiranui cho nổ đám thuốc nổ khiến đất đá rơi xuống. Binh tốt của Tahomaru thiệt mạng vô số, trong đó có một thân tín của cậu bị thương nặng, buộc cậu ta phải cho rút quân. Hiyakimaru đã mò ra chỗ hang kho báu, vì chưa biết phải dùng số của cải này như thế nào nên Dororo chỉ lấy một ít coi như là làm lộ phí, rồi rời đi cùng với Hiyakimaru. Phía trước bọn họ chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan, nhưng trước khi nghĩ tới vượt qua như thế nào thì Hiyakimaru phải bổ sung thêm hàng cái đã. Nghe đồn trong ngôi làng sắp đến có một thợ rèn có tiếng tên là Munetsuna, nên cả hai bèn đến xem sao. Người tiếp đón họ là Okowa, con gái của người thợ rèn. Kể từ sau ngày gặp lại Yukai, Hiyakimaru gặp ai cũng thích áp chán. Hành động tình cảm vô tình đó khiến cho cô ả cứ ngỡ là khứa này tính cưới mình luôn. Tạm để chuyện nam nữ sang một bên, ngay khi biết Hiyakimaru muốn rèn kiếm, thợ rèn Munetsuna đã cảm thấy được chướng khí bên trong chúng để thanh tẩy tàn uế. Ông đưa mọi người lên đền của thần Bishamon. Thôi thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhưng kể từ ngày đến ngôi đền đến nay, Hiyakimaru thay đổi lạ lắm. Hết bảo muốn lấy Okowa, rồi không muốn đi diệt quỷ nữa. Tàn nhẫn hơn cả là không cần Dororo nữa. Những lời nói đó khiến cho cô bé tổn thương lắm. Tổn thương đến độ vào ngày trước đám cưới cô bé chỉ mở mồm ra chúc phúc, rồi cảm ơn vì đã không đợi em lớn các thứ các thứ. Không chỉ có hai người này hành động lạ, dân làng khi hay tin về đám cưới cũng đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Nhưng lời lẽ thì cứ như đến chia buồn. Nếu Hiyakimaru thực lòng từ bỏ hành trình để theo gái thì Dororo cũng chẳng ngại đem kiếm anh đi bán sắt vụ. Nhưng chưa kịp thó thì đã bị ông thợ rèn phát hiện. Ông ấy muốn biết lý do hành động của cô bé. Dororo lúc này mới chia sẻ lòng mình. Suốt thời gian rong ruổi diệt quỷ cùng với nhau, hai anh em ít nhiều cũng có tình cảm. Nên khi biết Hiyakimaru từ bỏ cuộc chơi đi theo gái, Dororo cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Trong suốt cuộc nói chuyện với ông thợ rèn, Dororo thấy ngôn ngữ của mình rất trôi, không hề bị ngược. Ngẫm lại một chút thì cô bé mới nhận ra cội nguồn của mọi vấn đề chính là từ ngày đến ngôi đền, nên vội chạy đến đó làm cho ra ngô ra khoai. Ở trên mái đền xuất hiện một con yêu quái, chính nó vào cái ngày làm lễ tẩy uế đã làm phép, từ đó gây ra bao rắc rối như vậy. Không để con quỷ thêm lần tắc quái, Dororo lấy đá chọi khiến nó bị bắn hạ xuống đất. Đúng lúc đấy, Hiyakimaru đang bị cô dâu đưa đến làm lễ. Ngay khi nghe Dororo trình bày, chàng kiếm sĩ chạy vội đến solo với con quái, nhưng nào ngờ lại bị nó khiển. Quay lại massage đường thở cho Dororo, con quái lấy làm khoái chí lắm, nhưng lại ganh ngay sau bởi ông thợ rèn. Phép tan đúng lúc không thì Dororo đã về miền xa lắm. Danh tính của yêu quái này là Amanojaku. Nó bị phong ấn trong đền nhưng bằng một cách nào đó đã thoát ra và quấy phá. Sau khi nhốt nó trở lại, Okowa nhận ra mọi thứ diễn ra thực chất là do con yêu quái lộng hành, nên cũng chẳng khiên cưỡng vụ cưới xin nữa. Giữa lúc Hiyakimaru và cô đã xin lỗi bà con hàng xóm về sự hủy hôn, thì một thanh niên vốn đã crush Okowa đã lâu đã đứng ra xin thay chỗ Hiyakimaru, và thế là họ cưới nhau. Song kiếm mới đã hoàn thành, Hiyakimaru check thử độ uy tín của nó thì thấy over hợp. Mà một khi đã có vũ khí ngon rồi thì hành trình lấy lại cơ thể của cặp đôi mên lại tiếp tục. Điểm qua chút tình hình của gia tộc Daigo, vùng đất Ishikawa đang trải qua tam tai, từ bệnh dịch, nạn đói đến cả nạn châu chấu nữa. Chứng kiến nhân dân lầm than như vậy, Tahomaru càng thêm căm phẫn anh trai, quyết phải truy bằng được Hiyakimaru để giải quyết cho xong hợp đồng với lũ quỷ càng sớm càng tốt. Trái ngược với sự tiêu điều đó, hai anh em mên lại đang rất chill, ngắm cảnh núi non với sắc lá đỏ mùa thu. Trong lúc đó họ đã gặp Saburota, một thợ săn quỷ.
Hắn flex rằng bản thân đã săn quỷ trên núi này được 6 tháng. Những vết sẹo trên cơ thể hắn là bằng chứng cho những cuộc chiến với quỷ. Nguyên nhân khiến Saburota làm cái nghề này là bởi con quỷ kia đã sơi mất mẹ của hắn. Nhưng thực tế thế nào thì ai biết được. Con quỷ lần này tên Nue, aka Chimera Nhật Bản. Cơ thể của nó là sự tổng hòa của nhiều loài động vật nên nhìn cực lực. Qua haki quan sát của mình, Hiyakimaru nhận ra con này là một quỷ thần nên rút kiếm chiến luôn cho nóng. Với cơ thể đa di năng của mình, Nue có thể vừa đối đầu với Hiyakimaru vừa có thể săn thêm Dororo, buộc chàng kiếm sĩ phải ưu tiên cô em trước. Lúc này Saburota mới lộ bản chất, hắn là đồng minh của con Nue kia. Câu chuyện con quỷ sơi mẹ hắn là chuẩn, nhưng một phần lỗi cũng xuất phát từ hắn. Saburota đã luôn khổ luyện kiếm thuật để một ngày nào đó kiếm được chút chức tước nở mày nở mặt với đời. Trong một lần đưa mẹ đi khám bệnh, hắn đã phải đối đầu với Nue. Tưởng như Saburota sẽ ra kiếm trượng nghĩa, hắn quấn ra đời mà vung kiếm bừa. Hậu quả là chính hắn đã cắt phăng tay của mẹ khi bà cố níu đứa con cứu mình. Từ đó Saburota bị dân làng chỉ trích, đã bất hiếu lại còn yếu đuối khiến hắn trầm cảm. Trong lần đi cùng thanh niên trong làng đi diệt Nue, chứng kiến những người đó bị con quỷ sơi thịt, một cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong Saburota. Kể từ đó hắn đã là kẻ dẫn đường tử thần, đưa người đến cho Nue sơi. Trở lại với cuộc chiến, con quỷ bật tốc biến lao thẳng đến chỗ hai anh em. Tuy đã né được va chạm, nhưng lực tiếp xúc khiến mỏm đá nứt vỡ, hậu quả là cả hai rơi xuống vách núi. Trong khi đó tại vị trí của Kagemitsu, ông ta vừa hay tin rằng một bức tượng trong địa ngục đường đã xuất hiện nhịp tim. Điều này đã chứng tỏ suy luận của phu nhân là đúng. Và cái ngày định mệnh ấy, một con quỷ đã không thể kiếm được lợi gì từ Hiyakimaru, bởi bức tượng Phật bà từ bi đã hy sinh bản thân để tránh cho đứa trẻ không bị mất mạng. Giờ đây khi bức tượng đã bị phá vỡ, báo hiệu hợp đồng giữa ông ta và quỷ đã bị phá vỡ, vùng đất này đã đến hồi mạt vận. Trở lại với tình hình hai anh em, Dororo đã hồi tỉnh. Tuy nhiên tay cô bé đã bị kẹt trong đá. Đã thế chỗ họ rơi vào là một chỗ trũng mà nước đang dần chảy vào. Nếu không cứu nhanh sẽ rất nguy cho cô bé. Hiểu được điều đó, Hiyakimaru dồn cơ đít thít cơ mông, thậm chí vỡ toác cả tay vẫn chẳng thể làm tảng đá suy chuyển. Đã thế nước chảy vào ngày càng mạnh. Thời gian đang là kẻ thù của họ, như một cái duyên khi bất cứ lúc nào hai anh em cần là lão sư Biwamaru lại xuất hiện cứu nguy. Lần này ông đã hy sinh cây kiếm của mình để bậy đá cứu kịp thời Dororo khỏi cửa tử. Sự bất lực vừa rồi như một can xăng đổ vào đám lửa hừng hực trong Hiyakimaru. Nếu anh không có cơ thể hoàn chỉnh thì khi gặp hoàn cảnh tương tự, khi Dororo lâm nguy mà không có lão sư thì anh sẽ phải đánh mất cô bé mãi mãi. Hiyakimaru tìm đường đến tái đấu với Nue thêm lần nữa. Con quỷ vẫn máu chiến lao lên phủ đầu. Lần này Hiyakimaru đã khác, sức chiến đấu như rồng như hổ, khiến Saburota thấy run run. Hắn không thể để Hiyakimaru diệt con quỷ được, nhưng thực lực của gã là không đủ. Hiyakimaru lao lên và xé một bên đầu của con quỷ. Saburota lao đến chặn anh lại. Hắn thừa nhận rằng bản thân đã rất rất muốn được như Hiyakimaru, nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Con quỷ nuốt chửng Saburota để rồi tiến hóa với một cặp cánh, phần bị chém đứt mọc lại một bán thân người rồi tiếp tục cuộc chiến. Khi Dororo đến nơi chiến trận, cô bé phát hiện từng mảnh của Nue nằm lăn lóc khắp nơi. Hiyakimaru đã hạ được con quỷ thần, nhưng chẳng có bộ phận nào được trả cả, cho dù anh vẫn điên cuồng xiên nó. Tương tự như trường hợp của đám hỏa linh hồ, nguyên nhân dẫn đến điều này chính là vì con quỷ thứ 12 đã hút lấy những bộ phận đó. Dường như Hiyakimaru đã cảm nhận được điều đó nên quyết định sẽ trở lại vùng đất nhà Daigo một lần giải quyết hết ân oán. Cuộc chiến nhân quả đã đến hồi cuối. Tình hình tại vùng đất của Daigo đang vô cùng căng thẳng. Quân tộc Asakura đã ép sát biên giới, bệnh dịch hoành hành, cộng thêm hành tung comeback của Hiyakimaru đã khiến cho Kagemitsu muốn nhức cái đầu. Để giải tỏa cho cha, Tahomaru đã nhận việc diệt anh trai với lời hứa đầu Hiyakimaru chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Ngày hôm sau, Tahomaru cùng thân tín đã lên đường, bắt đầu công cuộc truy lùng đứa con lai của quỷ. Trong khi đó, Hiyakimaru cũng đang tăng tốc. Bất cứ kẻ nào cản đường, dù có ý tốt hay ý xấu, anh đều sẵn sàng rút kiếm hăm dọa. Tâm tính của đại huynh bất ổn khiến cho Dororo càng thêm lo lắng. Lỡ chưa diệt được con quỷ cuối mà lại bị chiến tranh làm toi mạng thì của đáng tội. Thậm chí cô bé còn đe chia tay, nhưng lòng Hiyakimaru đã quyết rồi, có cản cũng chẳng thể. Anh cho rằng mình đã bị đánh cắp nhân quyền. Anh muốn được sống và cảm nhận yêu thương như bao người khác, chỉ đơn giản có vậy thôi. Nói thế thì chịu rồi chứ cản làm sao giờ. Chiến tranh bùng nổ khiến nhiều nơi ở Ishikawa tắm trong biển máu. Chứng kiến thảm cảnh đó thật đau lòng người. Nhưng đau lòng hơn nữa là nội chiến anh em. Tahomaru và thân tín đã tìm thấy Hiyakimaru. Sau lần bị thằng em nói là quỷ thần, Hiyakimaru đã chẳng coi thằng em là máu mủ nữa. Hai anh em thêm lần nữa lao vào nhau. À không, phải nói là đội em hội đồng anh mới đúng. Nhưng lần này Hiyakimaru đã chẳng còn gì khác để phân tâm nữa, nên ra tay hết sức tàn độc, thoăn thoắt vài đường kiếm. Anh đã xin nhẹ hai cánh của hai tên thân tín. Dĩ nhiên Tahomaru không thể để yên, những cú chém chảm đâm mà họ trao nhau đều nặng ý triệt hạ. Nhưng trình của Tahomaru nếu đặt lên bàn cân với Hiyakimaru thì còn non, non, rất non. Cu cậu lại thêm lần nữa được anh hai tha thu cho thêm một nét trên mặt. Khi cả hai lại tiếp tục lao vào nhau thì một mũi tên gắn kíp nổ bay tới. Tên hầu cận của lãnh chúa xuất hiện giải thế cho thiếu chủ. Trước đó Kagemitsu đã điều hắn đến để đề phòng biến cố xảy ra với cu con nối nghiệp. Mất nó thì coi như là nhà Daigo tuyệt tự. Biết sức của mình cũng chẳng ăn được Hiyakimaru nên hắn đã cho gắn thuốc nổ vào con chiến mã, cho nó đẩy Hiyakimaru xuống mép vực rồi phát nổ, khiến anh văng xuống bên dưới. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tahomaru tính xuống tận nơi để diệt trừ cho hẳn cái mối họa này, bất chấp lệnh rút quân của lãnh chúa. Bướng thì đành dùng biện pháp mạnh vậy.
để chắc cú rằng Hiyakimaru sẽ không được cứu. Chúng còn bắt thêm Dororo đi. Trong trường hợp anh được trời độ thì cô bé sẽ là mồi dẫn dụ. Sau khi trở lại lâu đài Daigo, Tahomaru đang đứng trước nguy cơ mất đi một thân tín. Không chỉ vì vết thương do Hiyakimaru gây ra, mà còn bởi cô ả đã bị lây nhiễm bệnh dịch, suốt thời gian nằm chờ chết. Sự ám ảnh của việc không bảo vệ được thiếu chủ không ngừng làm dây dứt, khiến cô ả đã đưa đến một quyết định đánh đổi. Cô ta đã lết xác đến địa ngục đường để hiến tế bản thân cho quỷ thần. Tahomaru cùng thân tín còn lại đã phát hiện ra sự biến mất của cô ả, nên đã lần theo manh mối đến địa ngục đường. Ngay lúc ấy, lời phán của quỷ được đưa ra: một là Hiyakimaru, hai là không có gì. Thêm lần nữa, một tia sét lại giáng xuống chỗ đó. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì hồi sau sẽ rõ. Ở một diễn biến khác, mẹ của Hiyakimaru đã đến cứu Dororo và giúp cô bé tẩu thoát thành công qua con đường bí mật. Khi Hiyakimaru bị đưa đi lúc lọt lòng, bà đã vô cùng đau khổ. Sự dày vò đó đã ám ảnh bà bao nhiêu lâu nay, và đây là cơ hội duy nhất để bà được gần bên đứa con tội nghiệp này, nên đã không bỏ lỡ để cùng Dororo đi tìm Hiyakimaru. Đang xuôi chèo mát mái thì đột ngột nước trở xiết, con thuyền mất kiểm soát đâm vào bãi gỗ, khiến cả hai rơi xuống nước. Nhờ trời phù hộ, họ được một đoàn dân nghèo bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cứu giúp. Trong khi Dororo còn đang bất tỉnh, mẹ Hiyakimaru không ngại thân phận mà nhiệt tình hỗ trợ chăm sóc. Trong lúc ngồi tâm sự với nhau, phu nhân đã giải bày cho Dororo nghe về cảm xúc của mình trong lần đầu được ẵm Hiyakimaru. Với bà, anh là thứ quý giá nhất. Thứ quý giá đó đang có nguy cơ biến thành quỷ thần. Dororo vốn đã rất lo ngại điều đó xảy ra, nhưng cô bé vẫn chẳng có cách nào để cứu vãn. Đúng lúc đó, có người hốt hoảng báo tin quân của Daigo đã tới, tin chuẩn rằng lực lượng đó đang bị hủy diệt bởi một con quái vật với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Kẻ đó chính là Hiyakimaru cùng chiến mã hệ thủy của mình. Sau khi thoát khỏi vực sâu, anh đã hợp tác với con quỷ mã được tạo ra từ bộ giáp quỷ và xác con chiến mã, một sự kết hợp không thể ngăn cản, can quét các doanh trại của quân nhà Daigo. Ngay khi hay tin đó, Dororo giúp phu nhân nhanh chóng lên đường trở lại cung điện Daigo để đón đầu Hiyakimaru. Nếu cứ đà này thì ngọn lửa của quỷ sẽ thiêu rụi ánh mắt, nên Dororo đặt hết ngôi sao hy vọng vào phu nhân, hy vọng tình mẫu tử sẽ kéo đại huynh trở về con người trước đây. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì Hiyakimaru phải đối đầu với đối thủ chuyên kiếp của mình, Tahomaru, cùng hai kẻ tùy tùng đã được quỷ thần ban phước. Thiếu chỗ nào đắp chỗ đấy, và những bộ phận ấy chính là của Hiyakimaru. Đây chính là cuộc chiến cuối cùng để Hiyakimaru có thể hoàn thiện toàn bộ cơ thể của mình. Tại ngôi làng của người chạy nạn, chú ngựa con của quỷ mã đã cảm được hơi mẹ, không ngừng hí lên. Mặc cho sự nỗ lực của Bạch Mã Ôn, nó vẫn giật phắt mà bỏ đi. Cùng lúc đó, Dororo và phu nhân đã tiến gần đến nơi diễn ra cuộc chiến. Họ tính lao vào ngăn cản, nhưng bị lão sư Biwamaru chặn lại. Ông cho rằng Hiyakimaru lúc này đã mất tỉnh táo, có khi còn không nhớ cô bé là ai. Còn Tahomaru và hai thân tín cũng đã khác. Họ tỏa ra một cái cảm giác ma quái mà lão sư đã cảm được từ con quỷ thần còn lại trong địa ngục đường. Trở lại với cuộc chiến, hai bên vẫn bem nhau hết sức nhiệt tình. Để ngăn quỷ mã giúp Hiyakimaru, hai thân tín đã đứng ra đối đầu với nó. Tuy sở hữu một phần sức mạnh của quỷ thần, lại còn con người, nhưng hai kẻ họ lại bất lực trước sức mạnh của quỷ mã. Giữa lúc ấy, chợt ngựa con xuất hiện, khiến quỷ mã phân tâm, tạo cơ hội cho đối thủ phản công mà gây thương tích chí mạng cho nó. Quỷ mã vận hết sức tàn của mình để kết liễu hai kẻ kia trước khi ngòm hẳn. Hai thân tín của Tahomaru cũng kịp xiên bổ sung vào quỷ mã. Tuy không thể tồn tại được nữa, nhưng ít nhất con quỷ cũng đã được nhìn thấy đứa con của mình lần cuối. Chứng kiến những người bạn từ tấm bé của mình căng thẳng, Tahomaru thương xót vô cùng mà hét lên những tiếng đầy đau đớn. Trong khi đó, cơ thể của Hiyakimaru bắt đầu chuyển biến. Anh đã lấy lại đôi tay của bản thân. Tahomaru không để trận chiến gián đoạn lâu mà lao vào với một cú bổ. Hiyakimaru vẫn kịp thời đỡ đòn, rồi đẩy đối thủ ra xa. Chợt anh cảm nhận được linh hồn của mẹ, nên vội giấu song kiếm đi. Tahomaru khuyên bà nên lùi lại thì hơn. Sau đó cậu ta dí đuổi theo Hiyakimaru. Trong lúc bỏ chạy, Hiyakimaru không ngừng nhớ lại lời Zukai nói: hành trình của anh sẽ trải đầy máu, dù có cơ thể người nhưng nhân cách trong anh sẽ mất. Rõ ràng anh chỉ muốn lấy được thứ thuộc về mình thôi, nhưng tại sao ai cũng ngăn cản như vậy? Và kẻ mạnh bạo nhất trong chuyện này lại chính là cô em trai. Cuộc chiến giữa cả hai mỗi lúc một căng thẳng. Do Hiyakimaru đã lấy lại cánh tay nên tầm đánh xa hơn, khiến Tahomaru nhiều phen khôn đốn, nhận thấy bất lợi, cù cậu tính rút. Nhưng Hiyakimaru không cho, anh vẫn dí theo quyết đòi lại cặp mắt của mình. Bằng một cách nào đó, Tahomaru đã cắt được đuôi mà trở về lâu đài Daigo làm công tác di rời người bên trong. Khi chiều tà dần buông, Hiyakimaru đã đến được chỗ Tahomaru chờ đợi. Đây sẽ là hiệp cuối, hiệp sẽ đặt dấu chấm hết cho một trong hai cuộc chiến 1-9-1 tái cho đôi bên. Phần 9 thuộc về Hiyakimaru khi anh chọn thế tấn công tổng lực, còn phần tái là của Tahomaru khi cậu phải phòng ngự phản công. Trong lúc giao chiến, một ngọn nến rơi đã làm lửa bùng lên, nhưng không làm khí thế của cả hai thuyên giảm. Thấy biến từ xa, Dororo và phu nhân tức tốc đến lâu đài. Không chỉ có họ, Zukai cũng đã thấy. Ông phải làm gì đó để bảo vệ cho đứa con của mình. Ngọn lửa mỗi lúc một hừng hực, nhưng hừng hực hơn cả là cái khí thế của hai anh em đang bem nhau. Tahomaru đã có tất cả mọi thứ trừ tình yêu thương của mẹ, thứ mà từ trước đến nay bà luôn gửi gắm ở chỗ Hiyakimaru. Cậu quyết giành lại tất cả trên chính thân thể của anh trai. Ở một diễn biến khác, thân mẫu của cả hai đã đến tòa lâu đài theo đường bí mật. Nhờ sự giúp đỡ của Zukai mà bà đã vào được bên trong. Trở lại với tình hình căng thẳng của hai anh em, cuộc chiến đã đến hồi ngã ngũ. Hiyakimaru đã đẩy em trai vào đường cùng. Trong giờ phút định đoạt mạng sống của đối thủ, những hình ảnh linh hồn cậu từng nhìn chợt xuất hiện, để rồi kiềm thú tính của anh lại. Tahomaru ngạc nhiên khi Hiyakimaru chém hụt. Dĩ nhiên là với trình của mình, Hiyakimaru chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như thế được. Lý do chỉ là anh đã nhìn ra sự tương đồng của cả hai.
họ đều không toàn vẹn theo một khía cạnh nào đó. Tahomaru đã nhận thua, nhưng quỷ thần thì không. Hắn cố sức kiểm soát cú cậu, nhưng Tahomaru mạnh mẽ hơn nó nghĩ. Cậu đã trả lại cặp mắt cho anh trai, ma lực của con quỷ thoát ra. Nó hiện nguyên hình ngay dưới sàn nhà, hòng khống chế Hiyakimaru. Nhưng nước đi này của nó đã hoàn toàn sai. Hiyakimaru đã ship hỏa tốc cho nó một án tử. Con quỷ cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt, đôi mắt đã trở về với Hiyakimaru. Giữa lúc nguy hiểm, Yukai cùng phu nhân đã đến cứu đứa con tội nghiệp của họ, ôm đứa con đầu lòng trong tay. Phu nhân đã nói rất nhiều, để giải bày hết tình yêu lẫn sự tiếc nuối của bà dành cho anh. Yukai cũng có quà cho Hiyakimaru, ông đã chuẩn bị một bức tượng với khuôn dung của phu nhân, kèm với lời nhắn: hãy sống như một con người thực thụ, đừng để tâm ma chiếm đoạt. Nói rồi Yukai giúp Hiyakimaru rời đi qua lối bí mật, lần đầu tiên được nhìn bằng chính cặp mắt của mình. Hiyakimaru đã nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ ruột và mẹ trong ngoặc kép của mình trước khi được Dororo đưa ra ngoài. Còn với Tahomaru, cậu cũng đã được tọa nguyện sau bao nhiêu năm cuộc đời. Cuối cùng cậu cũng được mẹ ôm chặt vào lòng, và họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ rời xa nữa. Tòa lâu đài bị nhấn chìm trong lửa dữ, và khi nó dừng lại cũng là điểm dừng cho số phận oan nghiệt của Hiyakimaru. Thông tin về vụ hỏa hoạn được báo về cho lãnh chúa tộc Daigo, nhưng ông ta không thèm quan tâm, vẫn dốc quân lên chiến đấu. Rất nhiều máu đã đổ cho cuộc chiến này. Bức tượng cuối cùng ở địa ngục đường đã sụp đổ. Khi Hiyakimaru đến đó, Kagemitsu đã ngồi sẵn ở đó. Ông ta vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về suy nghĩ đầy toxic của mình. Ông ta vẫn nuôi hy vọng về lũ quỷ sẽ thêm lần nữa bảo kê cho mình và vùng đất này, dù có phải đánh đổi ra sao. Trước thái độ đó, Hiyakimaru vẫn quyết định tha thứ cho ông ta. Anh sẽ sống như một con người đúng nghĩa, chứ không bị quỷ dù quến như ông. Khi nhìn vào bức tượng đứa con cả để lại, Kagemitsu bắt đầu thấy hối lỗi. Nếu như khi đó ông không chọn con đường ác quỷ, thì có lẽ giấc mơ thịnh vượng đã đến bởi sự phò trợ của Hiyakimaru. Dororo lúc này đã tiết lộ vị trí kho tiền của cha cho những người dân. Cô bé hy vọng họ sẽ dùng nó để có một cuộc đời yên ổn. Sau khi đã có được cơ thể hoàn thiện, Hiyakimaru tiếp tục hành trình của mình cùng với cô bé Dororo. Lão Biwamaru cảm nhận được chặng đường của họ sẽ còn nguy nan, nhưng có xa chi nữa. Cuộc đời có khó có vui thì họ vẫn sẽ đi về phía trước. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.